Chào bác sĩ, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay thì em có một chương trình rất là đặc biệt dành riêng cho tất cả bác và anh em đang theo dõi và ủng hộ bên Tùng Audio Hải Dương. Đó chính là một phần quà rất đặc biệt đi kèm một con vang số rất là hay đến cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Đó chính là con DB Stick S690, một trong những em vang số đẳng cấp nhất mọi thời đại các bác ạ. Với thiết kế rất là đẹp, sang trọng và lộng lẫy. Và ngoài ra phần echo vang nhại thì không có điểm để chê, không có điểm mù cho các bác và anh em sử dụng với cái dòng DB Stick S690 này. Thì ngày hôm nay bên em có chương trình khuyến mãi cực sốc các bác ạ. Chưa bao giờ bên em khuyến mãi như thế này. Và đó chính là khi các bác và anh em mua bộ sản phẩm DB Acoustic S690 vang số như thế này, các bác và anh em được tặng kèm ngay một con mic dây của Tomahawk, mang thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Rất là hay, rất là uy tín bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương các bác ạ. Mua vang số tặng ngay mic dây luôn. Và con mic dây này thì các bác và anh em biết rồi đấy, em hay sử dụng, chuyên sử dụng để em test nhạc bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Đây các bác và anh em nhìn luôn nhá. Đấy, đây là phần tay mic này, các bác và anh em có thể thấy luôn, rất là đẹp, của Tomahawk và mang thương hiệu của Nhật Bản luôn các bác và anh em sử dụng thoải mái. Và các bác và anh em mua con DB S690 này thì em báo giá luôn các bác và anh em với mức giá cực kỳ sốc và cực kỳ ưu đãi này, 5.200.000 đồng, tặng ngay một con mic dây của Tomahawk mang thương hiệu của Nhật Bản các bác ạ. Rất là hay, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi các bác và anh em nếu không muốn lấy mic dây, em trừ tiền luôn cho các bác và anh em luôn được chưa ạ? Không lấy mic dây, em trừ tiền luôn, trừ thẳng vào tài khoản cho các bác và anh em sử dụng. Với một con DB S690, chắc chắn là các bác và anh em nếu mà theo dõi kênh YouTube Tùng Audio thường xuyên thì chắc chắn đã biết đến cái con DB Stick này rồi. Em đã làm rất là nhiều những video review cũng như là test chất âm của em DB Stick S690 đúng không ạ? Một trong những em vang đẳng cấp nhất mọi thời đại, vang số mang thương hiệu của DB Acoustic. Về các bác và anh em có thể là chơi gia đình rất là ok và tuyệt vời này. Ngoài ra các bác và anh em đi làm sự kiện thì em khẳng định cho các bác và anh em luôn, cháy xô với em mic DB Acoustic S690 như thế này. Vang số rất là hay, rất là xịn sò, đầy đủ tính năng cổng quang USB. Ngoài ra thì phần echo vang nhại thì cực kỳ là hấp dẫn. Các bác và anh em về thì bên em sẽ setup trước nhá, sẽ setup trước cho bác và anh em về lắp vào và trải nghiệm âm thanh một cách tuyệt vời nhất bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Em nhắc lại một lần nữa, ngày hôm nay chỉ có hai bộ sản phẩm duy nhất của DB Acoustic S690 vang số, em để bác và anh em mức giá ưu đãi và tặng kèm mic dây Tomahawk luôn nhá. Hai bộ sản phẩm cho hai bác khách hàng nhanh tay đặt hàng theo số điện thoại là 0979629336, nhận ngay mức giá ưu đãi là 5.200.000, tặng kèm mic dây của Tomahawk mang thương hiệu của Nhật Bản được chưa ạ? Các bác và anh em không lấy mic dây, em trừ thẳng luôn vào tài khoản cho các bác và anh em được chưa ạ? S690 chưa bao giờ rẻ đến thế, 5.200.000 đồng. Bên em bảo hành trọn đời cho các bác và anh em được chưa ạ? Với cái mic dây này, Tomahawk bên em bảo hành trọn đời cho các bác và anh em. Còn DB Acoustic S690 thì sao ạ? Bên em sẽ bảo hành là 12 tháng và một đổi một trong vòng 1 tháng cho bác và anh em sử dụng. Ngoài ra thì nhận hàng các bác và anh em có thể là kiểm tra mã vạch nhá, quét mã QR code cho bên em để check hàng chính hãng. Bên em cam kết và đảm bảo đây là con hàng chính hãng của DB Acoustic. Được chưa ạ? Thôi, video của em xin dừng lại đây. Các bác và anh em nhanh tay đặt hàng theo số điện thoại bên em nhá. Sẽ có mức giá ưu đãi nhất và hời nhất cho các bác và anh em rồi. Hai bộ sản phẩm duy nhất trong buổi ngày hôm nay nhá. Xin chào các bác.